Có thấy rắn không? Có. Ừ. Kia đó. À, nhớ. Đó. Nó đang ngủ mà, nó đang ngủ kia kìa, kia kìa. Bây giờ tiếp theo ngay chỗ này ta sẽ xem một cái cửa hầm bí mật. Nè. Nhỏ xíu hả? Nó vừa đi vừa con. Ai muốn đi nữa thì qua đây nha. Với giá là 35.000 thì tụi mình được một anh dẫn đi tham quan ở bên trong. Bởi vì khu này địa thế khá là đặc biệt nên các bạn không nên tự đi mà nên có cái người hướng dẫn nhé. Cái vọng hay là mô phỏng luôn hả? Hay là vọng để mình nghĩ vậy? Vọng là vọng mô phỏng chứ không phải vọng cho khách tham quan nghỉ ngơi. Chưa gì muốn leo lên vọng không? Không, em thấy em hỏi thôi. Ngồi ghế xem đoạn phim ở đây ha. Tôi đang ở trong chiến tranh là căn cứ bộ trung đoàn điện quân khu Sài Gòn Gia Định. Tôi đang theo đường bộ và đến trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 70 km. Màu đỏ thì là vùng được giải phóng từ năm 1961 cho đến khi chiến tranh. Màu hồng này là vùng tranh chấp giữa hai bên. Ở đây là hầm hội họp làm việc. Bên đây hầm ăn được nối với bếp nấu giống khói hay còn được gọi là bếp hoàng đồng. Đặc điểm của bếp này là khi nấu ở đây khói không bốc trực tiếp lên trên, khói thải ống dẫn khói và có ủ chứa khói. Ủ này đầy sau ủ khác lên đến mặt đất khói chỉ là đàn một lần sinh mỏng thôi. Thế bây giờ đối phương khó có thể phát hiện được. Sau khi xem một đoạn clip giới thiệu thì bây giờ tất cả mọi người trong đoàn đang đi theo anh hướng dẫn để tham quan. Nó dài khoảng là 15 mét, xuất phát từ ngay vị trí này và sẽ lên ở ngay vị trí phía bên kia, đó là cái cửa lên. Khi xuống bên trong đó, là phải đi khom lưng, vì chiều cao đi đạo nó khoảng 1 mét thôi. Và không khí bên trong nó cũng hạn chế so với lại trên mặt đất, nên tất cả chú ý về sức khỏe hơn. Tim mạch hen suyễn, huyết áp cao, huyết áp thấp, hoặc là chị nào đang có thai, ta không xuống được thành. Và khi vào bên trong, ta cố gắng là đi tới, chứ không có nên đi vài bước bên trong là cảm thấy sợ hoặc là mệt quá, quay đầu đi thường đi ngược trở ra là sẽ gây ùn tắc, kẹt, khó cho những người đi ở sau lưng. Và khi mà chúng ta bước xuống đây thì đồng thời chúng ta sẽ thấy lại một cái giếng mà trong chiến tranh những người du kích họ đào để lấy cái nguồn nước ăn uống và sinh hoạt ngay bên trong hệ thống đi đào ở ngay bên dưới này. Dạ. Chỗ có bậc thang là cao vãi. Đây là cái này vô lên, vô để cái là thấy cửa lên, rồi đi ra. Cái này ngủ ý nhi đi, không biết là em không thể. Đi vô để trái nha, để cửa lên liền. Tới thui à?
tiên sáng là bé gái rồi bé trai. Tôi ngồi không 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 mãi. Ôi. Bé trái phải đây nè, phải là đường ra. Trời ơi, cái bậc thang cao quá. Có mỗi thứ này ngọt không? Bình thường, em thấy bình thường. Tối à? Có đèn em ra cho nó làm kín luôn cái đường đó chị. À, đây là một cái lỗ hông hơi của địa đạo ha. Phần trên được ngụy trang là giống như tổ mối để che mắt lính Mỹ. Dọc theo đường hầm này có rất nhiều những lỗ hông hơi như thế này để dẫn cái nguồn oxy xuống đường hầm để cho dù cái sóng bên dưới không bị ngợp ha. Trong chiến tranh thì quân Mỹ nó có sử dụng những con chó bạc rê, chó nghiệp vụ đưa vào đây để đánh hơi, để tìm địa đạo của chúng ta để phá. Khi mà dũng cất sống sinh hoạt trong hầm á, cái mùi của họ, mùi cơ thể của họ chẳng hạn, nó sẽ bốc lên từ những vị trí này. Chó đến nó sẽ ngửi được cái mùi của họ ngay, nó phản ứng, nó sủa. Lúc đó địa đạo của chúng ta bị phát hiện, bị đánh phá. Và sau này chúng ta nghĩ ra nhiều cách để đối phó với lại những cái con chó nghiệp vụ của quân Mỹ. Một cách rất là hiệu quả mà chúng ta nghĩ ra được, đó chính là dùng chính cái quần áo của lính Mỹ, xà phòng, những vật dụng cá nhân của lính Mỹ. Ta thu lượm thì chiến trường mang về, cắt nhỏ xe nhỏ ra, ngụy trang đây, ta để trong đó. Để khi chó đánh hơi đó, nó ngửi phải mùi quen. Mùi này mùi chủ nhân của nó không phản ứng, nó không sủa nữa. À, nó bỏ đi, và như thế là ta đã vô hiệu được cái đội quân chó săn, chó nghiệp vụ quân đội Mỹ, một cách rất là hiệu quả. Và ngay đây là một cái ngã ba để ta nhìn thấy rất là rõ hệ thống đi đạo nó còn ẩn ra. Đây là lỗ hông hơi, nó hiện rất là rõ cho chúng ta thấy luôn nè. Nãy chúng ta xem là phần trên được ngụy trang giống như tổ mối, còn đây là chúng ta thấy rất là rõ luôn. À, xung quanh đầu chiến đấu thì có những cái lỗ quan sát nhỏ như chúng ta thấy đó, à, bốn hướng đều có, gọi là lỗ trong mai. À, nó nằm ngay đây đó, ta đừng có đứng gần lại đó. Ngắn lục xanh đó, đuôi đỏ. Ban ngày nó ngủ nó không thấy đường nữa, ta đứng xa là an toàn sao ấy. Có thấy rắn không? Có. Cái kìa đó, đang ngủ. Nó đang ngủ mà, nó đang ngủ kìa kìa, kìa kìa. Bây giờ tiếp theo ngay chỗ này ta sẽ xem một cái cửa hầm bí mật. Nè. Nhỏ xíu hả? Làm nhỏ để hạn chế quân địch vào. Tại quân địch rất là cao to lớn con. Chỉ vừa cho dốc dáng thể trạng của du kích của người Việt Nam trong thời gian chiến tranh, họ có thể ra vào được. Xuống hết từng người vào, hai chân đưa vừa trước và hai tay vừa thẳng lên cao, hai người từ từ là sẽ vào được bên trong. Ở trong đoàn của mình có hành viên nào muốn xuống thử không? Có vẻ như sau khi thấy bé Na ở phía bên kia cách vài bước chân thì ai cũng bắt đầu sợ, sau đó nên là ngay cái hố này không ai chịu xuống hết. Mình cũng vậy. Cái trái bơm này do chiếc máy bay B-52 của Mỹ họ mang đến đây nó thả xuống. Nên người dân Việt Nam của mình không biết chính xác cái tên gọi của cái trái bơm đó là bơm gì, nên gọi nôm na là bơm B-52 đó. B-52 là tên của chiếc máy bay nha. Đây là một cái hầm trong, tên của nó là trong nắp tự động, vì cái nắp này có thể quay được 360 độ luôn. Khi mà một người rớt xuống thì nó quay và nó đóng lại, tiếp tục đón những tên khác. Nên gọi là trong nắp tự động là như vậy. Những cái trong bên dưới làm từ cây tre, cái tầm vong á. Chút nữa cuối đường ra chúng ta sẽ thấy được nhiều cái hầm trong khác, nhiều kiểu khác, làm bằng những cái vật liệu cứng hơn như là bằng sắt, được làm từ những cái mảnh bom, mảnh pháo có khắp nơi ở trận địa. Trong chiến tranh thì tất nhiên sẽ không có những cái hàng rào này ha, tất cả sẽ ngụy trang là rất kín đáo. Dịch kênh vậy? Trong thời gian chiến tranh thì để đảm bảo những cái căn hầm này không bị lộ thì tất cả nó sẽ nằm âm bên dưới lòng đất, không có những cái phần mái nhà vô cao này. Sau chiến tranh mình cải tạo lại để cho việc tham quan của du khách được dễ hơn, nên có nơi nới rộng ra, cải tạo lên, nó làm những cái mái che cao lên để cho du khách đến đây xem được dễ hơn. Xíu ạ.
tao cao quá chứ mày vô giờ. Sao nó vừa đi được con? Rồi ai muốn đi nữa thì qua đây á. Mẹ nhung. Đây nếu mà thì đi ra đường này á. Đi đi thử ra coi. Đi đi nữa không? À dạ anh đi nữa. Rồi thẳng vô ngã ba đầu tiên đi để trái lên thì mang đi. Sao vậy? Đừng lo. Trời ơi. Cứ đi cuối cuối vậy mệt quá. Mỏi chân. Tới đoạn này rồi nó đè đè rồi. Ôi, còn xuống dốc nữa nè. Mệt. Trời ơi. Chắc tôi chết. Mệt quá. Đường bé tí thì mẹo. Qua lối lên. Ủa chưa lên nữa. Ây da. Đúng. Cái gì? Không em cơm mới lạnh. Giúp đèn miếng nào. Mệt quá. Kiếm ba lô hả hay sao? Oh shit. Đi thôi. Quá mệt. Mệt quá mấy má ơi. Ui dạ. À. Lên chưa đi? Lên rồi. Mừng quá. Lên luôn. Lên. Ây. Quá mệt. Trời ơi, cái này đúng rồi. Đi sao cái này là hại luôn á. Được không? Được nhưng mà mệt quá. Muốn nhiều đồ quá. Ôi da. Quay chân bò lên. Quá mà vui nhờ, thú vị nhờ. Mai mốt bỏ phố về rừng, mốt chiếm miếng đất ở trên Lâm Đồng. Quá mà che vờ. Sau khi chui cái hầm 50 mét. Sau khi chui khỏi cái hầm 50 mét khó nhằn đó thì bây giờ mình và mọi người đang nghỉ giải lao ở khu vực bếp Hoàng Cầm. Ở đây mọi người trong đoàn được ăn khoai mì. Đây là một trong những cái món khá là quen thuộc ở Củ Chi. Khoai mì cảm thấy nó hơi khô. Biết là do mình khát nước nên nó khô hay là do luộc ấy. Nhưng mà khoai mì có mấy củ nó non quá, nó bị bở, ý là nó bị cái gì? Nó không có bột mà nó bị khô. Khoai mì này khoai mì bở, khoai mì dẻo sẽ ngon hơn. Để mà mình còn chưa hỏi coi là bò tơ ăn ở đâu ngon ấy. Người dân sao đây? Chị cứ hỏi cô. Chị ăn là ăn ở. Chị lại chị hỏi cô đó. Ngoài quốc lộ. Quốc lộ thì đi hơi xa. Ừ. Chị hỏi cô kia khi nãy có người hỏi á. Ủa anh, nếu mà em muốn ăn bò tơ thì ở đâu ngon nhỉ? Bò tơ hả? Bác nghĩ ra ngoài á, ở trong đơn vị đây cũng có này, ra ngoài rẽ bên hướng tay phải là tới ngay nhà quán hàng, bò tơ đúng hả? Nhà hàng Địa Đạo Củ Chi cũng có những cái món đặc sản bò tơ là gần nhất. Dạ dạ. Bây giờ sau khi chúng ta ngồi nghỉ mệt ít phút ở tại nước Hoàng Cầm, giờ mời tất cả ta xin đứng lên và tiếp tục để ra phía ngoài ha, tham quan những chỗ khác nữa. Hoàng Cầm. Nó mỏi sổ đầu. Ô đây chị mỏi chân không vậy? Có. Mỏi xỉu, nãy đi cái kia xong giờ là. Cái đầu gối nó bị đau. Mấy cái bom ra lấy cho. Khỏi cua bom, thường cua bom. Wow. Xong rồi sao rớt xuống được. Ủa cái này là gì? Bom hả? Mì. Ở ngoài
Ở đây ngoài tham quan địa đạo ra thì các bạn còn có thể chơi trò bắn súng đạn thật hoặc là súng sơn nữa cơ. Nhưng mà tụi mình sau khi leo xong cái hầm kia thì bây giờ đang đuối quá, không còn sức để chơi nữa. Là mình đi bộ nửa cái số để tới nhà hàng, xong lát đợi mình ăn xong mình sẽ đi bộ một cái số để tới xe. Trên đường từ lối ra địa đạo Củ Chi cho đến khu nhà hàng ăn uống thì mình có đi ngang qua vườn hoa khá là xinh các bạn ơi, rất là rực rỡ luôn. Ha ha.